Chào mừng em đã quay trở lại với 88 Studio và mình là Minh Cận. Hôm nay thì trước mặt mình đây đang có hai chiếc máy với cái mức giá nó gần tương tự như nhau. Đấy là chiếc Acer 9500SE và chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3. Và hôm nay thì với hai chiếc máy mình đang có ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như thế nào để có thể hiện những cái thông số lên trên màn hình giống như mấy ông reviewer hay làm. Và video sẽ bắt đầu ngay sau phần intro. Và để có thể hướng dẫn các bạn một cách trực quan nhất thì anh editor làm ơn cho cái màn hình laptop của em nó hiện lên trên màn hình nhá. Ơ anh ơi, che mặt em rồi, cho em xuống góc bên phải hay góc bên trái này cũng được này. Ok, và bây giờ thì khi mà đã có cái màn hình máy tính ở đây thì các bạn hãy lên cái trình duyệt của mình và tải về cho mình. Đấy là phần mềm FSI Afterburner. Các bạn chỉ cần gõ theo cái ký tự sau đây. Đấy, hoặc là để đơn giản hơn thì chắc là một lát nữa mình sẽ để cái đường link ở ngay bên dưới phần mô tả cho các bạn để các bạn có thể dễ tải cái phần mềm này về hơn. Đấy, chúng ta sẽ vào cái trang chính chủ của MSI Afterburner, của MSI luôn. Đấy, chúng ta ở đây nó sẽ có một cái nút download. Đấy, chúng ta hãy download cái phần mềm MSI Afterburner này về. Đây, sau khi download xong thì chúng ta sẽ giải nén ra và cài đặt như bình thường. Mình nghĩ là cái bước giải nén và cài đặt này thì gần như là các bạn quá là quen thuộc rồi, có lẽ là mình cũng không cần phải giải thích gì là nhiều. Rồi, và như vậy là đã tải xong. Hôm nay có vẻ là mạng hơi yếu một chút. Và ở đây thì cái MSI Afterburner của mình nó hiện số 1 đằng sau là do lúc nãy mình đã tải một lần rồi. Và sau khi mà có cái file cài đặt ở đây ấy, thì file nén ở đây thì chúng ta có thể là giải nén ra. Đấy. Sau khi giải nén ra thì chúng ta chọn vào cái file này để tiến hành cài đặt như bình thường. Đấy, trong quá trình cài đặt này thì đơn giản vì cái này nó không có ngôn ngữ là tiếng Việt nên chúng ta sẽ phải dùng tiếng Anh. Chúng ta sẽ next, đồng ý, chấp thuận và next. Và đến cái bước này thì chậm lại cho mình một chút nhé. Ở đây MSI Afterburner nó sẽ yêu cầu chúng ta tải thêm một phần mềm nữa có tên là Revaturner Static Server. Thì cái phần mềm này có nhiều bạn thường sẽ bỏ cái dấu tích ở đây đi, nhưng mà điều này có lẽ là không nên, tại vì cái phần mềm này mới là cái phần mềm giúp chúng ta là có hiện được những cái thông số đấy lên trên màn hình hay không. Thế nên là cứ tải cả hai không sao hết. Đến bước này thì để cả hai dấu tích, bấm next, next tiếp, rồi lại next. Và sau khi mà cái quá trình cài đặt MSI Afterburner này xong thì nó sẽ tự động đến cái quá trình cài đặt cũng như là tải về chúng ta cái phần mềm Revaturner luôn. Đây, đây là Revaturner và cách làm thì nó cũng tương tự so với lại là MSI Afterburner mà thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ cần đợi hai phần mềm này tải xong là được. Sau khi mà tải xong ấy thì chính ra là nó sẽ còn có một khoảng thời gian ngắn nho nhỏ nữa các bạn sẽ phải đợi để cho nó chạy cái phần mềm đấy là tải về cũng như là cài đặt bộ của DirectX Runtime. Tuy nhiên thì là do mình đã cài đặt từ trước một lần rồi, thế nên trong máy mình đã có sẵn cái bước đấy và nó sẽ tự động bỏ qua. Tuy nhiên nếu các bạn cài thì nếu như thấy cái phần cài đặt của mình nó có lâu hơn mình một chút ấy thì nó cũng là bình thường thôi, vì chúng ta phải cài thêm DirectX Runtime mà, không có gì đáng lo hết. Sau đấy khi cài xong thì chúng ta bấm Finish. Rồi mình sẽ tắt bớt những cửa sổ xung quanh này đi cho nó gọn. Và đây là giao diện chính của phần mềm MSI Afterburner như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Và để hiện được những thông số ấy thì các bạn hãy vào cái phần bánh răng ở phía cái cột bên trái này cho mình. Đấy là phần Setting. Đấy, chúng ta sẽ check ở phần General này trước. Như vậy ở đây mình có GPU 1 sẽ là RTX 3060, GPU 2 thì sẽ là Intel UHD Graphics. Thì mình sẽ cần hiện thông số của GPU 1 này hơn. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần là Monitoring. Ở trong phần monitoring này thì ở phía trên này chúng ta đang thấy có một cái bảng ở đây. Đây là một cái bảng mà cái phần mềm này nó sẽ nhận tất cả những cái con cảm biến của con laptop này. Và từ những con cảm biến này thì nó sẽ có thể đo và hiển thị được cái thông số lên trên màn hình chúng ta. Và các bạn muốn hiện thông số nào thì chúng ta chỉ cần chọn vào cái dòng có thông số đấy như thế này. Và sau đấy chọn cho mình dòng đấy là show in on screen display. Đấy, thì nó sẽ hiện được lên màn hình. Chẳng hạn thì mình sẽ hay hiện một số thông số sau đây. Ví dụ như GPU1 temperature là nhiệt độ này, GPU1 memory usage là bộ nhớ sử dụng này, core clock này, power này, memory usage thì không dùng, power này, temperature rồi, có chứ, có memory usage, ok. CPU thì chúng ta sẽ hay thường hiện là CPU temperature này. Đây, như vậy ở đây mình đang có một con chip là 8x16 luồng nhá. Thì nó sẽ có CPU 1 này cho đến là CPU 16. Thì chúng ta sẽ hiện cái dòng CPU nào mà không có số nhá, là cái dòng mà chúng mình thường hay hiện nhất. Đấy, CPU UZ cũng thế này, chọn cái không có số này.
clock cũng vậy luôn, CPU power cũng vậy luôn. Và đây là phần hiện về thông số RAM. Ngoài ra ở đây thì chúng ta sẽ thường hiện một cái về FPS nữa, nhưng có thể thấy là ở đây cái FPS nó đang chưa được tích xanh và chúng ta chưa thể cho nó hiện lên màn hình được. Thì các bạn hãy bấm vào cái dấu tích phía bên trái của FPS này cho mình. Đấy, sau khi tích xong thì chúng ta cho nó hiện lên màn hình giống như bình thường. Và ngoài ra thì ở đây ngay trong FPS Afterburner này, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đổi tên được những cái tên này theo ý muốn. Chẳng hạn như mình thấy rằng là cái phần FPS này đây, nó đang chưa có một cái tên này, nó đang để là app. Đấy, thì mình sẽ chọn vào Override Group Name này và mình sửa cái này thành FPS. Đấy. Rồi, và cái phần cài đặt này đã xong, chúng ta chỉ cần bấm apply, ok và nhớ là bật cho mình thêm cả cái Riva Tuner nữa. Đấy. Rồi, sau khi bật được cả Riva Tuner cũng như là FPS Afterburner rồi thì mình sẽ thiết đặt một chút ở trong phần mềm Riva Tuner này cho nó dễ nhìn hơn. Chúng ta sẽ có thể vào cái phần on-screen display zoom này để thu phóng được cái thông số chúng ta muốn nó to như thế nào, bé ở đâu. Chọn cái phần display fill này, chúng ta sẽ có thêm một cái phần lớp phủ đằng sau để chúng ta dễ nhìn thông số hơn. Đấy. Và sau đấy thì ok, chúng ta hoàn toàn có thể tắt cái này đi. Và bây giờ thì hãy cùng mình vào một cái game nào đấy để kiểm tra xem là nó đã gọi là lên thông số một cách trơn tru hay chưa nhá. Trong khi mà đợi game của mình nó đang được mở lên ấy, thì mình muốn chia sẻ một chút. Thì FPS Afterburner là một cái phần mềm mà được rất nhiều anh em làm reviewer này, hay là muốn test máy, muốn nghịch máy ấy, thì sử dụng. Bởi vì đây là một cái phần mềm mà nó hiển thị được rất nhiều cũng như là trực quan về những cái thông số mà chúng ta cần để theo dõi. Và với cái phần mềm này thì chúng ta có thể hiển thị được những thông số, và từ đấy thì chúng ta có thể nhìn được là trong quá trình chúng ta chơi game này hay là làm những công việc khác thì các cái phần cứng, các cái thành phần linh kiện của trong laptop chúng ta nó có thể hoạt động như thế nào. Và mình nghĩ đây cũng là một cái khá là hay, vì chúng ta có thể biết được là game nào thì nó ăn nhiều vào đâu, thì từ đấy chúng ta sẽ có biết được là sẽ phải tối ưu game đấy như thế nào để chiếc laptop của chúng ta nó chạy mượt mà hơn. Rồi, và nếu như các bạn vẫn không tin rằng là nó rất là nhẹ và nó chiếm ít tài nguyên của chúng ta ấy, thì bây giờ chúng ta hãy vào game đi. Mình sẽ chứng minh là bây giờ với game Far Cry 5 đi, thì bình thường con RTX 3060 này của mình chắc chắn là nó sẽ chơi được ở 60fps. Vậy thì bây giờ vào game đi, mình sẽ cho các bạn thấy là nó vẫn là cái mức 60fps nó cực kỳ mượt mà như thế luôn, chứ không phải là FPS nó bị giảm xuống. Đấy, anh edit lại chèn màn hình game lên đây cho em nhá. Rồi, và như vậy là có thể thấy là ở trong game thì bây giờ những cái thông tin của mình nó đã hiện lên khá là đầy đủ rồi, và cái mức FPS mà mình đạt được ở đây nó tận là 21. Ok, mình đùa các bạn một chút thôi. Vừa rồi cái mức FPS của mình nó thấp như thế là lý do không phải là do FPS Afterburner đâu, mà là do mình đang còn bật thêm một cái phần mềm quay màn hình nữa cơ. Và cái phần mềm quay màn hình này nó mới là cái nguyên nhân chính khiến cho cái mức FPS của chúng ta nó không đạt được cái mức quá là cao. Chính vì thế khi mà các bạn chơi ở nhà và không có đi kèm bất kỳ một cái phần mềm quay màn hình nào đấy, hoặc là khi dùng các bạn dùng những cái phần mềm quay màn hình nó nhẹ hơn của mình, thì ok, chiếc laptop chúng ta chắc chắn nó sẽ cho ra một cái mức hiệu năng nó cao như thế này, và MSI Afterburner chắc chắn là không ảnh hưởng gì hết. Rồi, và ok, hôm nay sẽ là một cái video về một cái tip trick nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Hy vọng là xem xong cái video này thì các bạn hoàn toàn đã có thể làm ra cho mình được những cái bảng thông số theo ý mình muốn, và từ đấy thì các bạn cũng có thể theo dõi và biết cách làm sao để tối ưu cho chiếc laptop của mình nhiều hơn, mà không cần phải nhờ đến mấy cái ông hay bốc phét trên mạng như là mình. Đấy. Và bây giờ thì nếu như các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, share cũng như là subscribe channel của 88 Studio. Mình là Minh Cận và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.